Thế mẹ con ở nhà sắp Tết đến đâu rồi? Đúng 3 ngày nữa anh về với lại hai mẹ con nhá. À mà anh dặn này, năm nay ấy là nhà mình phải sắm Tết là thật là hoành tráng luôn, hiểu không? Sắm hết cỡ cho anh, sắm cho cả hàng xóm rồi nhà ông bà ngoại, ông bà nội sắm hết. Đấy. Vì sao á? Ui, anh bảo này, năm nay ấy là cái ông chủ tịch của anh, ông ấy trúng lớn luôn. Đấy, mà anh thì lại là lái xe riêng của chủ tịch. Đấy, thế nên là anh cũng được ké tí. À nhá, hôm qua chủ tịch vừa tặng anh một con xe điện cực kỳ là xịn xò luôn. Đấy, con này mà anh mang về quê cho hai mẹ con đi ấy thì nó là chất nhất làng luôn. Chứ còn sao nữa, đồ chủ tịch tặng mà lại. À mà thôi, bây giờ là anh đi có việc với chủ tịch tí nhá. Đấy, xong rồi có gì là anh sẽ gọi lại cho hai mẹ con sau. Thế nhá. Mà hai cái này nhìn nó có khác gì nhau đâu nhở? Ừ, cũng thế. Có cái con này ấy, cầm trên người có khi nó lại sang chảnh xịn xò hẳn ra. Thôi, đi ạ. Chủ tịch ạ. Nhưng mà sao tự nhiên hôm nay chủ tịch lại mặc thế này? Hôm nay tôi đi họp lớp với các bạn, cho nên là tôi đã muốn giả nghèo để xem các bạn sẽ đối xử với tôi thế nào. Mà sao cái áo này quen quen nhỉ? Hôm qua là em thấy chủ tịch để quên trên xe, em diện thử xem là nó có hợp với em hay không. Mà chủ tịch có những sở thích lạ thật đấy, giàu lại không thích, lại thích đi giả nghèo. Thế là cậu chưa biết rồi. Các ông chủ tịch ấy, ông nào thích giả nghèo? Cậu xem cái clip trên YouTube ấy, đấy ông chủ tịch giả nghèo đấy, mấy cái clip thử lòng ấy. Đấy. Chủ tịch nói thế thì em cũng chịu. Sau này cậu được làm chủ tịch ấy, cậu sẽ hiểu. Hiểu chưa? Thôi, muộn rồi tôi đi đây nhá. Thế từ từ. Chủ tịch không định để em chở đi à? Đã bảo là giả nghèo rồi, bây giờ cậu chở bằng ô tô đến thì còn ra cái gì nữa? Lộ hết à? Vâng ạ. Thế nhá, tôi đi đây. Đưa tôi chìa khóa ô tô. Thế nhưng mà chủ tịch không đi xe thì lấy chìa khóa xe ô tô làm gì ạ? Để khi mà tôi đến gặp các bạn sẽ nghĩ là tôi nghèo nên là sẽ khinh thường và sỉ nhục. Lúc đấy tôi sẽ lấy cái chìa khóa ô tô ra để các bạn biết là các bạn đã sỉ nhục nhầm tôi. Nói chung là em ít học, chủ tịch nói em trái hiếu gì à? Là như thế này nhá. Là khi mà tôi đến gặp các bạn rồi, các bạn biết tôi nghèo nên là sẽ sỉ nhục và khinh thường. Lúc đấy tôi sẽ rơi chìa khóa ô tô ra để chứng minh là mình đã thành công và thành đạt như thế nào. Lúc đấy nhá, các bạn tôi sẽ phải xin lỗi vì đã sỉ nhục nhầm tôi. Đấy. Thế sao chủ tịch không thể hiện mình là người giàu có từ đầu luôn đi, lại đi giả nghèo làm gì? Thật ra thì công ty mình đang cần tìm một vị trí cấp cao, nên là tôi muốn đến gặp các bạn xem thế nào. Bởi vì các bạn tôi là học chuyên ngành về cái vị trí đấy, nên là tôi muốn xem ai sẽ phù hợp để ngồi ở vị trí đấy được. Gì mà thôi, con nói cũng không hiểu đâu, đưa đi khóa ô tô đi. Dạ vâng. Đây. Đây ạ. Thế nhá, đi đây. Sao thì những người giàu lại có những cái sở thích mà nó kỳ lạ đấy nhở? May mà mình chưa giàu ấy, mình mà giàu thì có khi mình cũng thế. Mà có cái gì nó kỳ kỳ ở chỗ nào ấy nhở? Ai, xe mới có khác, các cụ có công, nhà sạch thì mát, mà xe sạch thì thơm, ai, ngồi sướng hẳn nữa. Cũng lạ nhở, cái chìa khóa này là mình đưa cho chủ tịch rồi mà, sao nó lại nằm đấy? Chết rồi, tôi nhầm chìa khóa xe điện rồi. Không nghe máy rồi.
Thôi xong. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng để xem mọi người sẽ đối xử với mình thế nào đấy. Siêu nhân trở lại lợi hại gấp đôi. Các người cứ đợi mà xem. Hải, là Hải phải không? Cậu là... Tôi là Dương đây, bạn học cũ ngày xưa với cậu đây, không nhận ra à? Dương, ui, bây giờ nhìn cậu khác quá, xinh hẳn ra làm tôi chết không nhận ra đấy. Còn nhìn cậu vẫn thế, thế nên là tôi nhìn từ xa là tôi đã nhận ra cậu rồi. Thì... Mà thôi, chúng ta vào trong đi, không mọi người đợi. Chắc là đến hết rồi đó. Này, anh định mời cái thằng... thằng Hải, lớp trưởng ngày xưa của mình đấy à? Ừ, thì sao? Cái thằng đấy á, nghèo rớt mùng tơi ra làm gì có cửa đi học lớp với mình. Mời nó để bao nó à? Em đúng là khờ mà. Anh nói cho em nghe này, trong những cái buổi họp lớp như thế này ấy, phải cần những cái thằng nghèo hèn như nó để nâng giá trị bản thân của hai đứa mình lên, em hiểu chưa? Em cứ xem như là hai nó đến đây để tấu hài cho mình xem đi. Anh nói mới nghĩ ra đấy. Thôi, đúng là phải cần nó đến thật. Thế thì nó mới diễn hài cho mình xem được chứ. Coi như là diễn hài miễn phí. Đúng vậy. Mà không những thế, anh còn mời cả con bé Dương. Thực ra cái con đấy nó cũng nghèo phải đến 1 9 1 10 với cái thằng đấy luôn. Hai đứa nó đúng một cặp luôn em ạ. Con Dương mà vừa nghèo vừa xấu, xong rồi chỉ được cái học giỏi á? Em có nhầm không? Con đấy ngày xưa nó sinh nhất lớp mình đấy. Này, tôi còn chưa chết đâu nhá. Anh dám bảo nó sinh nhất lớp à? Anh nói này, cho dù là em có sống ấy thì em cũng không tranh được cái chức hoa khôi với nó đâu. Anh dám gây sự với tôi à? Thôi, nhá. Không biết ngày xưa thế nào ấy, chứ bây giờ thì anh khẳng định một điều luôn là em chắc chắn là sinh hơn nó rồi nhá. Bởi vì sao? Mình có tiền em ơi. Được rồi, tha cho anh lần này đấy. Hello, hello. Ai đây nhở? Hải với cả Dương đấy à? Chào các cậu, lâu lắm rồi bọn mình không được gặp nhau. Đương nhiên là không gặp rồi. Bọn tôi bây giờ là người thành đạt rồi. Mà người thành đạt thì phải chơi với nhau. Tất nhiên là không gặp các cậu rồi. Sáng nay hai người làm gì đấy? Tớ vừa nghỉ việc ở công ty cũ, bây giờ vẫn đang trong quá trình tìm việc mới. Thế có nghĩa là bây giờ đang thất nghiệp à? Cũng có thể nói như vậy. Vậy còn hai cậu, bây giờ hai cậu làm gì rồi? Thì cái đợt đấy sau khi mà tốt nghiệp ấy thì tớ cũng mở một cái công ty. May mắn thì nó cũng thành công, giờ thành công ty lớn nên là hai đứa làm ông bà chủ. Ôi, các cậu giỏi thế, đúng là tuổi trẻ tài cao mà. Sao, giờ làm gì? Nhìn bộ dạng này chắc là công việc cũng không khá khẩm cho mấy nhỉ? Tôi thất nghiệp với cả chưa tìm được công việc nào nó phù hợp cho nên đến bây giờ thì cuộc sống nó cũng khá là khó khăn. Lớp trưởng ngày xưa học giỏi như thế mà bây giờ sống khổ sống sở thế. Cuộc sống mà mỗi người mỗi khác. Với cả tôi thì có khi là không được may mắn như hai bạn, cho nên là cuộc sống giờ nó vẫn lồng bồng chưa gặp thời. Chả có cái gì gọi là may mắn đâu bạn ạ. Để mà có được may mắn ấy thì người ta phải có bản lĩnh, phải có tài năng giống như tôi này. May mắn ở đây có nghĩa là tôi may mắn được làm bạn với hai người. Đấy, sau này tôi có gì khó khăn nhá, cần vay tiền với nhau, hai bạn giúp tôi. Cái gì? Ai giúp ai cơ? Ai giúp đỡ ai đấy? Tôi đang nghe nhầm hay sao ấy nhở? Này, tôi nói thật nhá, cậu nhìn lại bộ dạng của cậu đi. Bộ dạng tôi làm sao? Còn làm sao nữa? Ở nhà không có gương soi à? Bây giờ nhìn bộ dạng của cậu còn bần hơn chữ bần cùng nữa đấy. Này, những cái người ở tầng lớp trên như bọn tôi ấy, cậu nghĩ là sẽ giao du với những loại người như cậu à? Mặt dày phết nhờ, lại còn đòi giúp đỡ nữa. Này, người ta bảo là mây tầng nào thì gặp gió tầng đấy. Đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ nhá. Hai người, sao các cậu lại nói như vậy? Chúng ta là bạn bè với nhau cơ mà. Hải gặp khó khăn thì mới cần chúng ta giúp đỡ chứ. Chúng ta nào, ai là chúng ta ở đây đấy? Đừng có tự đặt mình ngang hàng với bọn này nhá. Mày chưa đủ trình đâu. Vừa mới nghe chúng tôi nói được mấy câu thân thiện thì đã nghĩ ngay đến cái chuyện nhờ vả. Đúng là cái bọn nghèo mặt hại. Chúng mày nghèo ấy thì nhân cách của chúng mày cũng chỉ ít như cái đồng tiền chúng mày đang có. Thế nên em mới bảo là anh đừng có giao du với bọn này rồi. Bọn nó nghèo ấy chỉ trầu trực là gặp người giàu là bâu vào hút máu thôi. Này, hai người vẫn như ngày xưa nhỉ?
vẫn cứ thích đi khinh thường và sỉ nhục người khác như thế đấy. Thế thì bạn lại nhầm rồi. Bây giờ bọn tôi khác xưa nhiều. Bọn tôi giàu hơn, bọn tôi thành đạt hơn nhiều. Tôi giàu như thế này ấy, tôi mới có quyền để khinh thường những cái bọn nghèo mặt hạn, đặc biệt là như các bạn ấy. Sao các cậu cứ mở miệng ra là khinh thường người khác như vậy chứ? Này, đã sống không ra gì rồi mà còn sợ người khác khinh thường á? Bây giờ cứ thử giàu đi, xem có ai dám khinh thường chúng mày không? Cậu quá đáng nó vừa thôi. Hai người giàu hơn thì hai người được phép đi khinh thường và sỉ nhục những người nghèo hơn mình à? Cái nhân phẩm của hai người ấy còn không nhiều mà cái nhân bánh mì tôi mua 15.000 với kia đâu. Này, mày đang cố để khoe ra cái sự nghèo đói của mày đấy à? Nghèo đến cái mức mà chỉ có thể mua cái ổ bánh mì 15.000 để ăn. Tao nói cho mày biết này, sống trên đời này ấy, phải có tiền. Có tiền thì mới có tất cả, mới có quyền để lên tiếng mà, hiểu không? Còn nghèo mặt hạn như chúng mày ấy, bị người khác khinh thường thì cố mà chấp nhận. Đấy là chuyện bình thường thôi. Chúng mày vẫn nghĩ là bọn tao mời chúng mày đến đây hôm nay là để ăn uống miễn phí đấy à? Bọn tao chỉ muốn xem là những cái đứa mọt sách học giỏi ngày xưa ấy, bây giờ có kiếm được việc làm hay không thôi. Tôi thấy các cậu quá đáng lắm rồi đấy. Hôm nay là buổi gặp mặt bạn cũ, vậy mà cứ mở miệng ra là các cậu khinh thường Hải. Như vậy còn gặp mặt nhau làm gì nữa? Thế mày nghĩ là tao rủ mày đi họp lớp là để ôn lại chuyện cũ à? Còn nữa nhá, bọn tao chỉ là đang muốn cho chúng mày thấy sự thành công của bọn tao thôi. Cái điều này là cái điều mà cả đời chúng mày có mơ ấy, không được đâu. Hai người đúng là như kiểu ếch ngồi đáy giếng nhỉ. Cứ nghĩ là mình hay lắm. Trên đời này không phải là chỉ có mỗi hai người thành công không thôi. Nên là đừng có vội lên mặt người ta. Cái gì cơ? Bạn người nói là không chỉ có mỗi bọn tôi thành công á. Thế còn có ai nữa? Bạn à? Đúng vậy. Này, bớt nằm mơ giữa ban ngày đi nhá. Bộ dạng của mày thì thành công cái gì? Thành công trong việc trộn vữa à? Tôi biết rõ tính tình của hai người, cho nên là cố tình ăn mặc như thế này đến đây để xem là hai người sẽ đối xử và thái độ như thế nào. Nhưng bây giờ thì tôi biết rõ bộ mặt của hai người thế nào. Ừ. Có ô tô à? Cho xem phát này thật hay giả đấy. Chả hàng thật chứ lại là hàng giả. Hả? Hai người đừng nghĩ là hai người hơn người ta là gì cả. Cho nên ý, đừng có vội khinh thường người khác như thế. Tao không nhịn được cười nữa. Này, mày lừa bố mày à? Hả? Chìa khóa xe đạp điện mà bạn bảo chìa khóa ô tô à bạn ơi? Sao bạn xe đạp điện được nhờ? Này, thế mày đang định nói là cầm nhầm của ai à? Trò này xưa rồi, đổi trò mới đi nhá. Này, mày thôi cho đồ lố bịch của mày đi nhá. Định qua mắt tao á? Tao nói cho mày biết này, tốt nhất ấy là mày nên cút khỏi mắt tao đi. Hai người sẽ phải hối hận vì cái thái độ của mình đấy. Hải, lạ thật, sao lại chỉ có xe đạp điện được nhỉ? Hải, Dương, cậu chạy nhanh đấy, làm tôi đuổi theo mệt bở cái hơi tai rồi đây này. Cậu đuổi theo tôi làm gì? Tôi bảo này, thực ra những lời nói khi nãy, những lời nói của bọn họ không xứng đáng để cậu để bụng đâu. Thôi không để bụng gì đâu, không phải lo. Nếu như cậu gặp khó khăn ấy, cậu có thể nói với tôi. Tôi không có nhiều tiền, nhưng mà nếu giúp được gì tôi sẽ giúp hết mình. Thật ra thì gần Tết rồi, mà công việc thì tôi lại không có, cho nên là cũng muốn gặp các bạn để hỏi vay các bạn ít tiền. Chứ không thì Tết này bánh chưng lại chả có thịt. Tôi hiểu, tôi cũng đang thất nghiệp mà. Tôi cũng đang thất nghiệp nên không có nhiều tiền. Cậu cầm tạm một chút này nhá. Này, tôi chỉ đang đùa cậu thôi. Cầm lấy đi, tôi không cần tiền của cậu đâu. Cảm ơn. Nhưng mà với cả là cậu bảo là cậu đang chưa có việc đúng không? Ngày mai cậu hãy cầm hồ sơ đến công ty này xin việc. Họ sẽ sắp xếp cho cậu một vị trí cho công ty. Đây là danh thiếp của cậu à? Nhưng mà sao không thấy ghi tên với cả vị trí của cậu ở công ty? Vậy cậu làm gì ở trong công ty này? Thôi, không còn hỏi nhiều. Bây giờ tôi có việc, tôi bận đi rồi.
nhớ nhá, ngày mai đến công ty này. Cố lên. Ok Hải, nhưng mà cậu chưa nói mà. Hải. Lần thu mua lần này có chắc chắn là thành công không đấy? Có mà. Anh đã đàm phán xong hết rồi, chỉ cần ký hợp đồng nữa là xong thôi. Thế có nghĩa là nếu như mà bán được hết lô sản phẩm lần này là công ty chúng ta có thể vượt qua khó khăn đúng không? Đúng. Em cứ yên tâm, kiểu gì công ty của chúng ta cũng sẽ thoát được giai đoạn khó khăn này. Em biết không, mặc dù là lô hàng này đã hết hạn sử dụng rồi, nhưng mà anh đã tranh thủ đánh cháo hết tem mác, chắc chắn là cái công ty này sẽ không thể phát hiện được ra. Anh đúng là giỏi thật đấy. Này, cô đi đâu đấy? À, hôm nay tôi đến đây để nộp hồ sơ xin việc ấy mà. Xin việc á? Mày nghĩ là cái công ty to như thế này ai muốn nộp hồ sơ vào là cũng được nhận à? Tôi... Này, ai xui mày nộp hồ sơ vào đây đấy? Là Hải, thằng Hải á. Thế thì mày bị nó lừa rồi đấy. Bản thân nó còn chưa lo xong thì lấy cái gì mà giới thiệu cho mày vào đây? Xem ra là cô bạn thân của tôi bị ông lừa một phố rồi. Không phải, Hải không phải là người như thế đâu. Không phải là người như thế đâu. Thế thì đúng là mày bị cái vẻ ngoài hào nhoáng của nó lừa rồi đấy. Hai người đang nói lừa ai đấy? Vừa nhắc đến Tào Tháo đã xuất hiện ngay rồi. Này, hôm nay mượn đâu bộ đồ ấy? Trông oách nhở, trông trớt nhở. Này, liệu có phải hàng fake như hôm trước không? Bạn Hùng, giám đốc bên công ty Vivu, hôm nay hai người đến đây để chào bán sản phẩm mới đúng không? Này, sao mày biết? Mày điều tra bọn tao đấy à? Điều tra thì không hẳn là điều tra. Chỉ là hôm nay tôi tình cờ phát hiện được cái lô hàng bên công ty Vivu chuyển sang cho bọn tôi là lô hàng hết hạn sử dụng. Tôi điều tra bên cung cấp thì hơi bất ngờ, vì giám đốc bên công ty Vivu lại chính là bạn Hùng đấy. Này, mày nói hàm hồ gì đấy? Hả? Mày mà vu khống cho công ty tao ấy, tao không để yên cho mày đâu, nhá. Hay là hôm trước bọn tao không đồng ý giúp mày, cho nên là mày cố tình vu oan cho bọn tao đúng không? Mà này, cái lũ kề kề ăn bám như chúng mày ấy, tao nghĩ là xứng đáng phải chịu một trận đấy. Này, tôi nghĩ là cậu nên bình tĩnh lại đi. Cái chuyện lô hàng của cậu ấy, tôi vẫn chưa giải quyết xong đâu. Tại sao bọn tao lại phải bình tĩnh? Mày còn ăn nói vớ vẩn nữa ấy, tao gọi bảo vệ đến gô cổ mày vào đấy. Có chuyện gì vậy? Chủ tịch ạ, xe đã sửa xong rồi ạ. Ok anh Cường, sao anh lại gọi thằng này là chủ tịch ạ? Cậu nói cái gì đấy? Đây là chủ tịch công ty tôi. Cậu đến mời chào sản phẩm mấy lần rồi mà không biết à? Không, không thể nào như thế được. Thằng này không thể nào làm chủ tịch được anh. Cậu có ai là thằng đấy? Nếu mà tôi không thể thì chắc là cậu có thể à? Tôi... Cậu luôn tỏ ra mình là một người thành đạt, một doanh nhân, nhưng mà trong công việc thì làm sao? Buôn bán bất chính, lừa đảo, khinh thường người khác. Bọn tôi... Dạo này công ty tôi hơi khó khăn. Cậu có thể giúp đỡ công ty tôi một chút được không? Đúng rồi đấy. Dù sao thì nể tình chúng ta là bạn cũ đi. Bạn cũ hả? Vậy hôm qua lúc tôi và Dương đến gặp hai người, tôi ăn mặc nghèo hèn, hai người có đối xử tôi như bạn cũ không? Mà ok, không sao. Dù sao thì tôi cũng vẫn còn tình hơn hai người đấy. Nể tình bạn cũ cũng được. Tôi sẽ bỏ qua về việc là hai người buôn bán lô hàng kém chất lượng như thế. Nhưng mà từ giờ về sau, công ty của tôi sẽ không nhận thêm bất kỳ một sản phẩm nào bên công ty của hai người nữa. Kìa, nhưng mà nếu như thế thì bọn tôi phải làm như thế nào? Làm thế nào? Đấy là việc của hai người. Làm ăn ở trên thương trường, điều cần nhất là phải có lương tâm. Nhưng mà đáng tiếc là hai người này không có. Cho nên cái chuyện thất bại nó chỉ là sớm hay muộn thôi. Còn bây giờ tôi xin phép. Dương, đi đâu? Chết rồi, mất hết rồi, không mất hết rồi. Phá sản rồi thì sống bằng cái gì?